Welcome back to our health and beauty channel, and today we continue to send you more methods of health care and beauty care that are very simple but also very effective, and we hope every one of you will be successful with this method. And now let's watch a video and get the magic. Cách chữa dứt điểm bệnh đau lưng bằng gừng chỉ cần dùng một lần là khỏi, không tốn tiền thuốc. Đau lưng là triệu chứng khá phổ biến, xảy ra ở nhiều đối tượng và độ tuổi khác nhau. Có nhiều nguyên nhân gây ra đau lưng, trong đó phần lớn xuất phát từ các vấn đề như thoái hóa cột sống và thoát vị đĩa đệm. Tùy vào mức độ và thời gian đau mà triệu chứng này ảnh hưởng ít hay nhiều đến cuộc sống của người bệnh. Trong trường hợp nhẹ, bạn có thể áp dụng các cách trị đau lưng tại nhà để cải thiện tình trạng bệnh. Hãy cùng mình tìm hiểu phương pháp chữa đau lưng tại nhà mà hiệu quả trong video ngay dưới đây nhé. Để thực hiện được phương pháp này, bạn cần chuẩn bị cho mình những nguyên liệu sau. Nguyên liệu thứ nhất là gừng tươi. Ở đây mình chuẩn bị khoảng 100g. Nguyên liệu thứ hai là bột mì. Mình chuẩn bị khoảng 50g. Và cuối cùng là hành khô. Mình chuẩn bị khoảng 4 củ 100g. Đây là 3 nguyên liệu mà bạn cần chuẩn bị. Với 3 nguyên liệu này thì ta có cách thực hiện như sau. Đầu tiên chúng ta sẽ sơ chế gừng và hành. Với gừng thì bạn hãy cắt bỏ phần hư thối đi. Ở cách làm này thì bạn vẫn giữ nguyên phần vỏ của gừng cho mình. Với hành củ thì bạn cần lột sạch phần vỏ khô bên ngoài của nó đi. Đây chính là gừng và hành sau khi mình đã làm sạch. Giờ bạn chuẩn bị cho mình một cái cối. Hành và gừng sau khi được làm sạch thì bạn hãy cắt nhỏ hai nguyên liệu này ra và cho vào cối này. Giờ chúng ta sẽ giã nhỏ hai nguyên liệu này ra. Giờ bạn chuẩn bị cho mình một cái xoong sạch. Bạn cho xoong lên bếp và đun nóng nó cho mình. Khi xoong của chúng ta đã nóng thì mình sẽ cho hai nguyên liệu gừng và hành giã nhỏ vào. Sau đó là bột mì mà chúng ta đã chuẩn bị. Bạn đảo đều tay để các nguyên liệu trên không bị cháy. Chúng ta chỉ cần đun cho các hỗn hợp này nóng lên là được. Vậy là hỗn hợp của chúng ta đã được rồi đây. Giờ mình sẽ tắt bếp đi và cho hỗn hợp này ra. Đây chính là hỗn hợp gừng, hành khô và bột mì của chúng ta sau khi rang nóng xong. Và đây cũng chính là sản phẩm cuối cùng mà chúng ta cần cho cách trị đau lưng tại nhà này. Cách các bạn sử dụng hỗn hợp này để trị đau lưng như sau. Khi hỗn hợp gừng, bột mì và hành vừa cho ra thì bạn chuẩn bị cho mình một cái khăn mỏng. Bạn cho hỗn hợp vào trong khăn và bọc kín lại. Chúng ta sẽ dùng hỗn hợp này chườm lên vùng lưng bị đau nhức. Các bạn nhớ kiểm tra độ nóng của hỗn hợp trước khi chườm. Bạn chườm hỗn hợp cho đến khi nó nguội hẳn. Khi hỗn hợp của chúng ta đã nguội thì bạn có thể rang nóng lại và tiếp tục chườm. Mỗi lần thực hiện bạn nên thực hiện khoảng 30 phút.
Nếu bạn đau lưng thì bạn có thể giải hỗn hợp này ra, sau đó dùng một chiếc khăn mỏng lót lên rồi nằm lên hỗn hợp cho đến khi nguội. Mỗi tuần bạn nên thực hiện phương pháp này 2 đến 3 lần thì sẽ mang lại hiệu quả cao. Chữa đau lưng bằng gừng và hành giang cùng bột mì là một trong những bài thuốc dân gian có hiệu quả điều trị rất cao, được ông cha ta áp dụng từ lâu đời. Cách chữa đau lưng bằng gừng không chỉ giúp các bệnh nhân dứt điểm được những cơn đau mà còn ngăn ngừa khả năng bệnh tái phát trở lại. Điều này nhiều loại thuốc đắt tiền cũng chưa chắc đã chữa được. Hãy áp dụng ngay hôm nay để những cơn đau lưng không còn làm phiền đến bạn nữa nhé. Chúc các bạn thành công và luôn khỏe mạnh.